Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đây ốc sên đây. Đây thì con này con đang như nó chết rồi. Con này chết mất tiêu rồi. Mất mất cái ruột rồi. Đây đâu mất tiêu rồi. Thôi cũng bắt bỏ cho nha. Rồi đi kiếm tiếp. Kiếm ốc sên nha. Ồ đây con này, đây con. Đây trốn đâu đây được. Đây con này còn sống. Con này còn sống mà. Ồ có hai con đánh móc kia nữa nè. Đây để coi có hai con đánh móc này. Bây giờ mình bắt con ốc sên đây nè, bắt con ốc sên đây nè. Đây con đây. Hai ốc sên bự nè. Đây con này một con. Tiếp tục đi bắt ốc sên nha các bạn. Ốc sên đi, con này nhỏ này, con này nhỏ bỏ vô đây luôn. Con này chết mất rồi. Lại con này sao chết mất tiêu vậy? Sao nhiều con chết đi ra ta. Chết mất. Con lấy máu kìa, con phải lấy máu luôn. Đó. Nó chạy mất tiêu rồi. Vô kia bắt con ốc nữa kìa. Lại được ba con ốc rồi. Tiếp tục đi bắt ốc. Để bắt ốc tiếp, bắt ốc tiếp. Con này chết luôn rồi, chết luôn rồi, còn gió không rồi. Bỏ vô đây luôn. Cái lúc xin bếch không rồi. Coi thử nó trốn đâu không. Đây không có đâu. Trong đây có không. Đây có một con ốc chút chiếu đây. Đây đây, nó bạch chiếu luôn, bạch nó luôn, bạch nó luôn nha. Tiếp tục đi kiếm ốc bạch không bạn. Đi để ốc trên nhiều quá, không biết con ốc đây ốc gì. Qua đây, 1, 2, 3, 4 con. Rồi tiếp tục đi bạch ốc nha các bạn, đi kiếm ốc thôi, đây. Con gì đây? Con gì đây? Kép con mà. Con đây. Con gì đây? Kép. Đi. Cái bự quá. Ăn ốc đi. Cái to quá. Thôi cho đi. Giờ mình tiếp tục đi bắt ốc nha các bạn. Thôi tiếp tục đi bắt ốc sên nha các bạn. Đây, sên đây. Wow. Sên. Con này to các bạn. To quá. Wow, bự ghê đấy. Wow. Mình cho vô giỏ luôn. Cho vô giỏ luôn nha các bạn. Đó. Thì một con nữa. Rồi đi kiếm ốc sên nữa coi. Núp đâu trong này nè. Đây có con ốc nè. Ốc gì đây? Wow, ốc sên luôn mà chết mất rồi. Mất không có ốc sên nào. Không có ruột. Chết mất rồi. Bỏ vô giỏ luôn. Wow. Làm gì đây không?
con gì đây? Ủa? Ôi. Đây, nhiêu đây là ốc sên đâu? Quá trường ốc sên luôn các bạn. Quá trường ốc sên luôn nha. Đây. Wow. À, tiếp tục đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đi kiếm ốc sên thôi. Wow, con này. Đây. Một con nữa này. Một con nữa các bạn. Cho vô. Ô. À, anh đây đang bò lên này, anh đây đang bò lên này. tiếp tục đi kiếm ốc sên thôi. Wow, đây. Đây. Một con nữa. Wow, con này bự. Nó là bự cho bá luôn. Quay quá. Bỏ vô lại. Wow. Quá trường ốc sên luôn. Thôi tiếp tục đi kiếm ốc sên nha các bạn. Đây, bên đây tôi có con nào không? Có rồi. Đây. Thêm một con nữa. Wow. Bự quá trời bự. Con to ghê. Đi qua luôn. Bỏ vô đây luôn. Một con ốc đang bò này. Xuống. Đó. Quá trời ốc luôn các bạn. Tiếp tục kiếm ốc sên thôi. Nhiều quá. Nhiều ốc sên quá. Ở trong đây có không? Đây. Một con bự nữa. Wow. Quá bự luôn. Bự quá. Ở trong đây có không? Quá trời bự luôn. Wow. Quá trời bự luôn các bạn. Bự quá. Vô nhà luôn. Rồi, tiếp tục qua góc chuối bên này có không nha các bạn. Tiếp tục mình qua góc chuối bên đây. Wow. Đây. Wow. Quá trời to luôn. Up. Đi qua. Con này bự. Wow, trong kia có nữa. Đây, vô đây này bác, con đây này có nữa. Wow. Con đây. Wow, con này có vỏ không? Con này không có vỏ, con này chết mất tiêu à. Con này chết mất cầu rồi. Wow, chết mất cầu. Bỏ đây. Đây, con này đang bò này, Ồ, cái nước này. Wow. Quá trời ốc luôn. Ôi, nhiều quá rồi. Đi kiếm ốc thôi. Nhiều quá. Nhiều quá các bạn ơi. Đây, rồi đây có không? Có rồi. Đây, trốn này rồi. Có rồi đây. Đây, con bự luôn. Wow. Rồi vô luôn. Nhiều ốc luôn. Wow. Quá trời ốc luôn. Rồi tiếp tục đi bắt ốc nha các bạn. Ốc nhiều quá. Tiếp tục đi bắt ốc thôi. Đây. Wow. Hay quá đây. Wow. Anh dối xi chữ chế luôn. Anh xi chữ chế có một con ốc luôn. Wow, đây. Xi chữ chế đây. Con này bự. To quá. Thôi, rồi xì chữ chế. Rồi xì từ đây luôn. Rồi xì đây hư rồi. Wow, xì hư rồi. Ốc 1, 2, 3, 4, nhiều con bạc. Wow, tiếp tục, đi thôi. Đi kiếm ốc thôi, coi có con nào đốt ở đâu nha các bạn. Rồi, đây. Trốn. Wow. Wow, thêm con nữa thôi. Wow, bỏ vô luôn. Wow, nhiều quá. Đi thôi. Ốc quá chừng ốc luôn.
Rồi đây để mình đi kiếm khác nữa nha các bạn. Rồi rồi. Đi ốc quá trời ốc luôn. Wow. Wow. Ốc nhiều quá. Ồ, đây 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 đây. Ồ, con này. Đây một con. Ồ, con này không có trụ cầu. Con này chết không cầu. Con này chết mất rồi các bạn. Con chết mất đi rồi. Rồi, bắt vô. Rồi, đi bắt ốc thôi. Đi. Rồi, kiếm thử những ốc thôi coi. Ồ, đâu mất tiêu. Có con nào hết đâu. Đây, đây, đây. Một con nữa này các bạn. Một con nữa này. Wow, con này nó đang bò này. Con này đang bò này. Đó. Ồ, nó dữ à, cục tức của nó, cục của nó phân nó này nha các bạn, đây. Ồ, con này vẫn còn sống, wow, to to. Wow, xì nước ra nè. Wow, kêu quá. Phân nó nè. Rồi, bỏ vô tiếp nha các bạn. Bỏ vô tiếp. Ờ, mình đi kiếm những con khác thôi. Kiếm những con khác. Đây, đây nữa. Quá nhiều luôn. Wow, con này cũng còn sống luôn nè các bạn. Con này còn sống luôn nè. Nhưng con này nhỏ. Mình sẽ đi kiếm con khác to hơn. Rồi, bỏ vào đây. Đó, được ba con rồi nha. Ba con rồi. Đi ơi. Đây nữa. Ồ, đây, trốn này nữa nè. Trốn trong đây luôn. Mày á, phải không? Con này cũng chết mất tiêu rồi. Con này chết mất rồi các bạn. Chết mất không? Bỏ vô luôn. Ồ, 1, 2, 3, 4 con rồi. Bốn con rồi nha. Ồ, ăn cái xì đây, một con nữa nè. Rồi, đây. Ồ, đây, bự luôn. Ồ, con này bự ghê. Ồ, cho nó vô xì đây luôn nè. Ồ, tốn xì nè. Con này vẫn còn sống nha các bạn. Nè. Ồ, thịt nó nè. Ó xì ra nè, xì nước ra nè. Ó. Ó xì nước ra rồi. Bỏ vô luôn. 1 2 3 4 5 con. Rồi tiếp tục đi kiếm nha, mình đi kiếm tiếp nha. Kiếm tiếp các bạn. Đây ốc nhiều quá, Đây đây đi. Nó này con đây nữa, Ôi. Rồi con đây chết mất tiêu ổng. Con này chết mất ổng. 1 2 3 4 5 6 con. Đây nữa. Ồ, con này còn sống nè. Ở đây con ốc gì nhỏ vậy? Đây không phải ốc trên. Đây con ốc gì nhỏ vậy ta? Thôi bỏ vô luôn đi. Đi kiếm ốc thôi. Quá nhiều ốc rồi. Ở đây nữa nè. Đó, phản đây. Ồ. Ồ, con này cũng chết mất tiêu không? Chết mất rồi. Ồ, thôi. Bỏ con này vô luôn. 1, 2, 3, 4, 5, rồi. Nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá các bạn ơi. Bỏ đi kiếm tiếp thôi, kiếm. Kiếm tiếp. Đây. Trốn lúc dưới đây. Đây. Ồ, con này cũng bự. Bự. Quá trời bự luôn. Ồ, đây còn sống nha. Ồ, ốc xin to ghê. Rồi, bỏ vô. Đó, rồi, bỏ vô rồi. Tiếp tục đi kiếm ốc xin nha các bạn. Kiếm ốc thôi. Rồi, con đây. Trời ơi, con này sao vậy? Nhìn ngứa rồi. Vỏ không nào, con này ăn nó tiêu rồi. Con này ăn mất con ốc xin rồi. Bỏ vô đây luôn. Trời mới vô rồi, có yếm phân này, phân này. Đó, yếm phân. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi... kiếm những chú ốc sên lớn luôn. Đi. Đó, con đây. Đó, vỏ không nè, ốc nè. Đó, con này bể mất tiêu rồi. Đó, bể mất, bỏ vô luôn. Đi kiếm tiếp. Đi kiếm tiếp ốc sên tiếp. Đó. Đó. Đây. Đó, một con đang bò luôn. Nè, nó có hai sừng ra nè. Nè. Có cái hai sừng của nó này. Đây, có sừng nó đây nè. Nó đang đây. Có. Đang bò đang đắt luôn.
Rồi dính luôn, con nữa luôn. Wow, con này bự, to. Con này khá to luôn. Rồi vô. To nhiều anh em. 1 2 3 4 anh em khá nhiều, nhiều quá rồi. Tiếp tục đi kiếm thôi. Đâu rầu, ốc đâu rầu, ốc đâu rầu. À đây rồi, con núp ngay đây. Đó, núp. Đây. Ồ, con núp ngay đây nè. Ồ, con này cũng còn sống luôn nha. Con này còn sống nha các bạn. Wow, đây. Ồ, ghê to. Bự con này bự nè. Đó, nhìn chưa? Đó, đó, bạn thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trò quá chừng luôn. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá đâu. Nhiều quá không? À, đây, đây, đây nữa, đây, đây nữa. Đây nữa, đây nữa. Đó. Đó, chưa? Bắt đầu nó được. Ồ. Chết mất tiêu ổ. Mất tiêu ổ. Chết mất tiêu ổ. À, con đây, con đây. Đó, con đây còn nè. Con đây còn nè. Con đây còn sắm, nhưng sao nó không bò. Đây. Ừ, con đây còn ốc bưu nè. Quá chừng, quá chừng luôn, nhiều luôn. Tiếp tục đi kiếm ốc. Đi kiếm ốc xin nha các bạn. Đi kiếm ốc xin. Coi thử đêm này tôi có không. À đây, 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 đây. Bò này, bò này. Bò. Quá bự. Trời ơi, ốc xin bự luôn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Quá trời bự rồi. Quá bự, quá bự, quá bự, quá. Ồ, nhiều chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ồ, nhiều quá, nhiều rồi. Quá là nhiều rồi. Thôi, còn đang có chú đi có không? Ồ, một con luôn, nhiều quá. Rồi, tiếp tục đi, đi kiếm áp tiếp. Kiếm áp tiếp. Ấy, đây, 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 đây. Ồ, nó tính ăn cay đây luôn nè. Ừ, con này tính ăn cay đây luôn nè. Ồ, bắt đầu. Mày nó bưới. Ôi trời, đây, 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 trời ơi, này. Ôi, trẻ chất nhầy, nhớt nè. Ôi, ghê quá, ghê quá. Ô, nè, nè các bạn, nè. Ô, con sống nha các bạn. Ô, xì nước ra nè, ô. Quá tuyệt vời luôn, ô, quá chứ. Đến đây, có nhiều chưa? Ô, quá chừng ốc luôn. Quá trời ốc luôn các bạn ơi. Tiếp tục ta đi kiếm ốc thôi, nè, đây các bạn. Ờ, à, đang phải, không phải, đang phải ăn ốc, cái gì thôi. Rồi, đây, tiếp tục, đi kiếm ốc nha các bạn. Kiếm ốc coi, chứ nó có trốn ở đâu không? Bên này có không? Có. Hả? À, đây. Dính nữa rồi, dính nữa rồi. Dính một con nữa rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thêm một con ốc nữa nha. Rồi, cái đây, người làm gì đây? Dưới đây làm gì đây các bạn? Ngồi ấp đây. Wow, quá trời ấp luôn. À, tính thử coi được mấy con nha. Một con, hai con, ba con, bốn con này, năm con này, sáu con này, con này nhỏ rồi, sáu con, bảy con, 8 con nè, 9 con nè, 10 con nè, 11 con nè, 12 con nè, con này nữa 13 con, nhiều quá rồi, nhiều quá rồi, nhiều rồi. Rồi, tiếp tục đi, bắt cắp đi. Wow, nhiều quá. Wow, rồi, chào các bạn nha, xem mình sẽ đi bắt cắp tiếp nha.